Chung tình hình ngày hôm nay thua lắm, bi đát, thê thảm. Đây, cái góc ngã tư này bây giờ đó, trung tâm vàng bạc Bến Thành đó thông báo chuyện địa điểm kinh doanh online ngày hôm nay cũng từ lưu hột dưa luôn đó. Mặc dù dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Em đang đứng ở khu vực đại lộ Lê Lợi hướng đi về vùng Binh Cây Liệu và nhà hát lớn Hạ Viện năm xưa. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an và thật là nhiều niềm vui. Sài Gòn, khu phố trung tâm, đại lộ Lê Lợi bây giờ có vẻ cũng rất là rộn ràng. 10 giờ rồi nhưng mà đường xá vẫn còn xe cộ chạy nè, người ngồi hóng gió. Tại vì Sài Gòn mình mấy ngày hôm nay trong cái giai đoạn nắng nóng, nắng quá gắt. Em mời cô bác anh chị cùng bọc bụng bên cái liệu quẹo ngược con đường Lê Lợi này chạy đi về hướng công trường Quách Thị Trang. Chúng ta cập nhật một chút cái cảnh trí phố xá trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng cô bác anh chị có thật là nhiều niềm vui và những cái điều thú vị trong cái những cái giây phút đi dạo phố Sài Gòn. Ở khu vực đại lộ Lê Lợi thì được trả lại cái mặt bằng này cũng cả năm rồi đó, đường xá thì thông thoáng rồi. Vùng Binh Cây Liễu đây, em mời cô bác anh chị quẹo trái ngược lại nha, bọc cái vùng binh chúng ta chạy về cái hướng của công trường Quách Thị Trang. Tối nay thì bây giờ tối rồi, người ta hết phun nước rồi. Đó là nhìn về tòa Đôi Chánh. Rồi ở đây thì khách sạn Red đó. Con đường Lê Lợi bây giờ trơn láng, chạy xe êm ru à. Cái ga ngầm metro đây anh chị. Chút xíu nữa thì chúng ta cũng ra cái vùng Binh Quách Thị Trang để nhìn một chút cái giếng trời rất là lớn. Rất không biết về đêm nó có đẹp không. Đi quay ban ngày mấy lần rồi nhưng mà hôm nay thì em mới đi ban đêm. Lại cái ga metro nè. Con đường Lê Lợi thì được thắp sáng đèn như thế này. Dừng đèn đỏ ngay Baxter. Và đâu đó là những cái cảnh buổi tối sơ sát. Buổi tối sơ sát sát sơ của trung tâm Sài Gòn với những cái hình ảnh dán bảng cho thuê bán nhà. Những cái căn nhà rất là cao, rất là vị trí, rất là đắc địa ở đây. Nhưng mà trong cái thời buổi kinh doanh buôn bán khó khăn thì không ai thuê. Cho thuê hoài cũng được vẽ vời tùm lum. Ở đây là kem Bạch Đằng. Và con đường Baxter. Bên máy tay phải của em, cô bác anh chị có thể nhìn được cái rạp Casino Sài Gòn nha. Đó, ngay vị trí này nè. Bây giờ thì khách sạn Liberty. Tòa nhà Sài Gòn Center. Bây giờ mà chỉ có ra trung tâm lúc giấc 10 giờ này thì mới còn rộn ràng chút xíu vậy thôi chứ. Mấy cái khu khác thì bây giờ vắng tanh. Cho thuê nhà nguyên căn rồi. Đi trên cái đại lộ Lê Lợi thì chúng ta thấy là
những cái hình ảnh này nó đầy dẫy luôn, kiếm không ra người thuê kiểu như vậy. Rồi, mấy bạn trẻ ngày hôm nay khoái đua xe. Cho thuê nhà tổng diện tích sử dụng là 250 m2 và tính luôn luôn lầu của cô bác anh chị. Đó, quá trời luôn. Trụ mặt bằng ở đây thì nói chung là nhiều người cũng hay nói là trụ mặt bằng ở đây người ta giàu lắm. Nhưng mà cái chuyện giàu nghèo đó là cái chuyện cá nhân của mấy người trụ này rồi, em cũng không biết nữa. Chị cập nhật chút cái hình ảnh như thế này để cô bác anh chị thấy thôi. Chứ còn mà thấy là thấy được cái tình hình kinh tế ngày hôm nay đó, tức là không có nhiều người thuê mướn đó. Chứ còn mà họ giàu hay nghèo thì thôi, mình đâu biết được. Tối đi dạo phố như vậy rất là thú vị chứ. Người yêu rồi đi dạo trên vỉa hè mát mát. Đây là nhà sách Khai Trí ngày xưa, Plaza Sài Gòn. À, vị trí này là con đường Công Lý ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. À, bên trái về khu vực Bến Trương Dương. À, tối đi dạo bớt nhộn nhịp đi rồi thì thấy cái cảnh vật đôi khi nó thảm thảm cho cái nền kinh tế ngày hôm nay. Công nhân rồi mất việc, kinh doanh thì khó khăn. Hôm nay hôm qua thì tiền điện mới tăng, điện kinh doanh lộ thì được tăng giá và được trợ giá nữa. Còn các doanh nghiệp tư nhân bình thường thì họ kinh doanh họ lộ chịu thôi. Lời ăn lỗ chịu. Đây con đường Nguyễn Trung Trực. Ở chỗ này là trung tâm kinh doanh vàng bạc Bến Thành. Buổi sáng thì em thấy ở bên trên vẫn bán, nhưng mà chuyện địa điểm kinh doanh rồi. Đây này cô bác anh chị, em thấy chuyện địa điểm kinh doanh rồi. Ngay cái góc này nè, Tạ Thu Thâu phải không? Rồi chút xíu nữa em quẹo cái vị trí chuyện địa điểm kinh doanh, em thấy rồi đó. Giờ làm ăn mà ngay cái góc này bây giờ người ta chuyện luôn rồi đó. Để em quẹo luôn đi, quẹo ở đây đi. Chuyện địa điểm kinh doanh này. Bên trái của em là con đường Lưu Văn Lan, Tạ Thu Thâu á. Góc này thì đây. Chuyện địa điểm kinh doanh. Chuyện qua Phan Bội Châu. Đây cái góc ngã tư này bây giờ. Đó, trung tâm vàng bạc Bến Thành đó. Thông báo chuyện địa điểm kinh doanh, chuyện về Phan Bội Châu ở góc đường Lưu Văn Lan đối diện chợ Bến Thành. Không biết cái góc nào là đắt tiền hơn, nhưng mà cái góc này rất là rộng, có thể là đắt là do cái diện tích bây giờ người ta thâu nhỏ lại. Từ ngày 1 tháng 4 là chuyện rồi, nhưng mà sáng hôm nay em đi em thấy là vẫn hoạt động, tức là vẫn buôn bán ở đây một chút xíu á. Đó, 1 tháng 4 là chuyện rồi đó, 1 tháng rồi. Cô ba anh chị thấy không, ngày hôm nay làm ăn khó khăn,
ngay cái góc này diện tích lớn và vị trí cũng đắt đỏ nữa. Nhà thuê tháng mấy trăm triệu, 600-700 triệu một tháng thì khó nhằn lắm. Vàng bạc đá quý ha. Okay, tình hình từng nào mà cái phố trung tâm này mà nó ổn định hết thì lúc đó mới gọi là kinh tế phục hồi được. Ở đây bây giờ còn dán quá trời bạn bán nhà cho thuê như thế này thì mọi cái chỉ số khác nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Bây giờ người ta dán bán nhà rồi đây này. Vàng bạc Bến Thành đó, kinh doanh vàng bạc Bến Thành đó, bây giờ là thua luôn. Đó, hai ở đây mà bây giờ là dán bạn cho thuê nữa là thành nguyên cái dãy này là cho thuê muốn hết luôn, bán nhà cho thuê muốn hết luôn, còn có bao nhiêu đâu. Ở đây bây giờ như có người thuê lại đây nè. Mấy cái cửa ở đây vẽ nát bét luôn. Ừ, bác anh chị thấy không? Quá trời quá đất. Đó, những cái căn như thế này mà chừng nào lấp đầy hết thì mới may ra kinh tế phục hồi phần nào. Du khách thì thiếu hụt chứ bộ, thiếu hụt nhiều lắm, đâu có nhiều du khách đâu, cho nên là ngày hôm nay không ai dám mạo hiểm bỏ tiền thuê cái mặt bằng to đùng đó. Đây chợ Bến Thành về đêm. Bến Thành đây là cửa đông đây cô bác anh chị, cửa đông 10 giờ mấy người ta dọn. Bên phải em là đường Lưu Văn Lan đó. Ngày xưa là đường Tạ Thu Thâu đó, giờ chợ đêm Bến Thành bây giờ đâu có còn nữa đâu. Chưa có phục hồi được á. Rồi, em quẹo bên trái đi nha. Đường này là đường Lê Thánh Tôn. Bên tay phải của em là đường hình như là đường Thủ Khoa Huân á, và bên trái ở đây có xôi này. Chú bán xôi, ở đây là cửa Bắc. Bán sạp ở phía trước chợ. Người ta đóng rồi, bà con mình mới dọn ra. Rồi em chạy qua đây, khu này cũng cho thuê nhà tựa lưa. Mấy cái vị trí này đúng lý ra là nó không bao giờ trống đâu, để buôn bán rất là được, vậy mà cũng cho thuê tùm lum tà la. Đây là cửa Tây, có bác anh chị bên trái của em.
đó, phía trước bụng binh Quách Thị Trang đây, bây giờ thì không còn cái bụng binh nữa. Nó là một cái giao lộ với 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi, phải đếm tùm lum đường cho nên là phải đếm. Cái giếng trời nó nằm ở đằng sau cái ụ bê tông này. Mời cô bác anh chị quẹo bên tay phải con đường Lê Lai nhé. Lê Lai ngày hôm nay cũng từ Lư Hột Dưa luôn đó, mặc dù thông thoáng cũng lâu rồi nhưng mà cũng chưa có ai thuê làm ăn buôn bán ở đây. Cho thuê mặt bằng đó. Ở đây may quá, khách sạn đang sửa chữa. Sửa chữa có nghĩa là người ta cũng sắp có người thuê rồi, có người hoạt động rồi. Cho thuê nhà này đó, quá trời luôn. Rồi cái áo khoác. Cho thuê nhà nguyên căn đó. Lê Lai ơi là Lê Lai. Ở đây bán nguyên cái căn này góc này luôn. Đó, nhà bán. Mời cô bác đi một đoạn trên con đường Trương Định này chạy hướng ra Lê Thánh Tôn. Đây bún mọc Thanh Mai này cũng đông người ăn lắm, họ bán một tí buổi sáng tới trưa là cái gì cũng hết. Rồi, em mời cô bác anh chị quẹo trái con đường Lê Thánh Tôn này để chúng ta đi về hướng của ngã 6 Phù Động. Qua rồi một thời Oanh Liệt, bây giờ là Liệt. Mấy cái khách sạn trên con đường này cũng thua. Mời cô bác anh chị đi ra ngã 6 Phù Động và lên hướng Trần Hưng Đạo. Ngã 6 Phù Động. Ngã 6 Phù Động và lên Trần Hưng Đạo. Đôi khi chắc là em bị lú hay sao. Phía 10 giờ mấy, 11 giờ không khí cũng trong lành hơn, bớt xe rồi. Đường xá ít xe chạy nó cũng dễ hơn, thông thoáng hơn. Đây, cho thuê nhà đây, chưa ai thuê. Nó vẽ mấy cái củ gì vàng vàng giống như cái bộ lòng gà. Cô bác anh chị đi Nguyễn Thái Học lên cầu Ông Lạnh, lên Trần Hưng Đạo. Bên phải em là Lê Văn Duyệt, cách mạng tháng 8, hướng về ngã ba Ông Tạ và ngã tư Bảy Hiền. Phía trước là có con đường, hai con đường, bên giữa camera là con đường Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu năm xưa.
còn bên trái là con đường Nguyễn Trãi, tức là Võ Tánh. Áo quần áo bây giờ sale 10 đến 70, vali sale từ 10 đến 70% đó. Còn quần áo thì 99k, ba lô thì 149k, 149.000 Việt Nam đồng đó thưa cô bác anh chị. Phố xá ngày nắng nóng, người ta ngồi người ta uống bia vỉa hè, ăn sinh tố rồi đó. Con đường này ngày xưa là Phan Văn Hùm đây thưa cô bác anh chị. Bây giờ đoạn này là Nguyễn Thị Nghĩa lên cho tới đường Phạm Ngũ Lão đó, đó là Nguyễn Thái Học, đi thẳng về cầu Ông Lạnh. Ngày xưa khoảng năm 6 mấy đó, trước năm 75 đó, thì cái con đường Phan Văn Hùm thì nó tới ngay chỗ này, ngay tới ngay Lê Lai này đó. Rồi sau đó thì chạy Lê Lai, sau đó là không có con đường băng ngang cái công viên 23 tháng 9 như ngày hôm nay. Và cái công viên 23 tháng 9 này là ngày xưa là cái ga Sài Gòn đó, không có đi thẳng được như thế này. Hình như là sau này mới mở ra cái đoạn đường này thông với con đường Nguyễn Thái Học với con đường Phan Văn Hùm đó, Nguyễn Thị Nghĩa ngày hôm nay đó. Rồi tối rồi mà ông còn bán vé số. Đây là con đường Phạm Ngũ Lão, bên trái về lại Bùng Binh Quách Thị Trang ha, bên phải chạy về chợ Thái Bình. Mời cô bác anh chị dạo một chút trên đường Trần Hưng Đạo về ngã tư Nancy. Phố xá này chưa có hồi phục được. Đây góc Trần Hưng Đạo đây, được trường Nguyễn Thái Học bên trái của em đó, và rạp Đại Nam nữa. Rồi, ngay góc này chờ đèn đỏ rồi, bên phải quẹo chặt thì vào Bùi Viện. Mời cô bác anh chị quẹo phải với em nha. Ở gần khu phố Tây, nhà cửa ở đây bây giờ ta thuê người ta làm mấy cái quán ăn nhậu. Đó. Mặc dù vậy ghế cũng trống vắng quá trời, cô bác anh chị thấy không? Thường thường trời nóng như thế này là lúc nào cũng đông á, nhưng mà cuối cùng sao hôm nay vắng. Bên tay phải của em là nhà hát cái rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa này, bây giờ là rạp Công Nhân đó, rạp Công Nhân đó. Tới đây là con đường Bùi Viện, xin lỗi cô bác anh chị, đề thám. Quẹo phải mới là vào Bùi Viện nha. Quẹo trái thì chúng ta về khi cô Bắc cô Giang rồi đó. Bên kia cho thuê nhà.
đó, ngay chỗ cái cầu ốc đó. Đó, cho thuê nhà. Ở đây cầu ốc nè, đông rồi, còn này đông, quán này đông, dọc cái vị trí vỉa hè này quán đông. Đường Trần Hưng Đạo này về đêm nhìn cũng rất là thích, cũng vì cái hàng cây mát mẻ lắm, càng đi lên phía trên thì cái việc kinh doanh buôn bán về đêm nó lại càng giảm dần giảm dần. Ở phía dưới này là gần trung tâm, gần Bùi Viện, lúc nào thấy cũng đông. Đây là Nguyễn Cư Trinh đó, Nguyễn Cư Trinh bên phải là chạy về khu vực chợ Sở Rác. Và có cái rạp nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cái góc bên phải của em ngày xưa là cái rạp Hưng Đạo đó, còn bác anh chị đó, đây này, nhà hát cải lương. Còn ở phía trước đây là cái khách sạn Bullman, tức là cái Metropole năm nào Metropole đó, con đường Nguyễn Cư Trinh, khu Tứ Giác Mã Lạng, Đồng Tiến Mã Lạng. Tiếp tục lang thang trên con đường thân quen. Đây nhà cho thuê cũng dữ dằn nữa, giống như con đường Lê Lợi vậy. Nói chung tình hình ngày hôm nay thua lắm, bi đát, thê thảm. Ở đây tới mấy căn liên tục, liên tiếp nhau luôn. Từ trên xuống dưới dán tùm lum bảng, hai ba bên bán cho thuê. Rồi em chạy tiếp. Ngay cái vị trí này là con đường Cống Quỳnh đây. Bên phải là chạy qua mé chợ Thái Bình. Quán nước. Đó là em mới đi có một bên thôi, bên kia là coi như mình không với tới tại nó nằm hơi xa, chứ cũng cho thuê đồ nát bét hết trơn. Tối nhìn cái những cái hình ảnh này đôi khi thấy nó còn buồn thiêu. Ở đây cái cánh cửa này nó sẽ xuống cho thuê. Thậm chí là những cái ngày gần đây em để ý một số khu
cái làn sóng trả nhà cho thuê bán nó còn nhiều hơn tháng trước nữa, cô bác anh chị bắt đầu lại thấy xuất hiện quá trời. Đây là trường Cầu Kho ngày xưa này cô bác anh chị, bây giờ đó là trường Trần Hưng Đạo đó. Con đường Trần Đình Xu này ngày xưa là Phát Diệm. Chắc là em mời cô bác anh chị quẹo một chút vào con đường Cao Bá Nhạ nha. Cao Bá Nhạ ngay chỗ quán cà phê Leo vậy đó này. Thì con đường này hôm trước có một chị có nhắn em có dịp chạy về, hôm nay sẵn dịp về đây em dạo một chút luôn. Mặc dù đêm hôm như thế này thì nó cũng vắng, nhưng mà biết đâu vắng vắng như vậy lại dễ nhìn thấy cái hình ảnh nhà xưa của mình hơn. Cao Bá Nhạ. Đường này thì nói chung là không có bán nhà cho thuê gì nhiều. Mặt tiền Trần Hưng Đạo rồi đó mới ghê. Bên trái em có cái ngôi nhà cũ lắm này. Chạy ngang cái xe máy dầu Fortuner, nghe nó kêu to như cái máy cày. Đó, vô đây thì chúng ta lại đi về hướng của con đường Cống Quỳnh đó, rồi trái chạy về chợ Thái Bình. Em vào phải ở đây ra lại Trần Hưng Đạo nha. Rồi, mời cô bác anh chị quẹo mé tay phải. Lúc này đi ở ngoài đoạn này á, bây giờ em đi trong coi các bạn đang ngồi uống cà phê đầu buổi tối nè. Chỗ này tới tối vậy chứ dự xe ngồi ăn xin tố uống dừa. Hát karaoke. Vui không? Vui cho quên tháng ngày. Đó. Tới tối người vô gia cư cũng nhiều nữa. Mấy cái nhà mà dán bạn cho thuê không có ai ở, cái người ta vô đó người ta tá túc qua đêm. Thôi kệ, có cái nơi để ngã lưng. Rồi em băng qua cái vị trí của trường Hưng Đạo, trường Cầu Kho ngày xưa đó. Phía trước là hình như là về tới Năng Si rồi. Khu vực này thì cơ quan nhà nước nhiều, bộ công an thành phố nằm ở đây, khu vực phía nam. Cháy chữa cháy nữa, người ta đi các mạnh thường quân cho cơm, cho quà. Đó, một đêm ở Sài Gòn đó với rất là nhiều cái hình ảnh, và hy vọng cô bác anh chị có những giây phút dạo phố thú vị cùng với Sài Gòn hôm nay. Sài Gòn mình hôm nay như vậy không biết là tương lai như thế nào. Ngày xưa thì cô bác anh chị quá rành rồi, còn hôm nay đang trong cái giai đoạn khó khăn, mặc dù vẫn là đầu tàu của cả nước,
khó khăn nhiều mặt. Em xin tạm dừng các clip ở khu vực ngã tư Nancy nha. Ở đây có cái quán cà phê Tèo, tối nhìn thấy cũng đông khách ghê. Cái khu biệt thự này, biệt thự cổ bây giờ người ta làm lại cà phê Tèo. Bên trái em là đường huyện Cảnh Chân, đi về mấy cái tiểu khu, khu vực Cầu Kho. Rồi phía trước thì em sẽ dừng lại tại ngã tư Nancy, và ngay vị trí này thì em xin được kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối Sài Gòn. Bây giờ là gần 11 giờ rồi, với nhiều điều thú vị, tất nhiên là thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nữa. Ngày hôm nay thì tương lai chưa biết như thế nào đâu, còn rất là nhiều cái điều khó khăn phía trước, nhưng mà thôi, hiện tại thì cứ như vậy đã. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Phía trước là em chạy tới khu vực ngã tư Nancy rồi, với con đường Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa là đường Cộng Hòa. Bên phải thì chúng ta quẹo về hướng của ngã 6 Cộng Hòa, bên trái quẹo lên cầu Nguyễn Văn Cừ qua Dương Bá Trạc quận 8. Chi tiết là như vậy. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ về Chợ Lớn, Đồng Khánh. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại cô bác anh chị. Bye bye.